Chị em hôm nay lễ Đức Mẹ Vua Chúa Nguyên Tội, chúng ta sẽ được đãi những bữa tiệc rất là ngon, bữa tiệc mà không gì Thiên Chúa không làm được qua những việc điềm thiêng dấu lạ mà Chúa đang thể hiện tại giáo điểm tin mừng. Những con người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chỉ được ơn gì của Chúa. À, thưa Cha, con được ơn là Chúa chữa lành bệnh tai biến cho con. Bệnh tai biến, chị nói to lên cho mọi người nghe. Dạ, bệnh tai biến ạ. Tên gì, dạ, con tên là Đỗ Thị Bé, con 54 tuổi. Con ở Bình Dương. Rồi chị được cảm ơn chữa lành như thế nào? Chị bị tai biến ra sao và Chúa chữa lành như thế nào? Dạ, tức là cách đây một năm mà con bị tai biến thì con có nhập viện ở 175. Thì con nằm ở đó một tháng là bác sĩ khám là nói con động động ngón tay là con chưa động được. Thì sau đó hơn một tháng thì con cũng nhúc nhích được, thì là con xin ra viện và con đi châm cứu bấm huyệt. Thì nói chung thì con còn yếu lắm, là con không mặc được quần áo một mình và con cũng không tắm, không làm được một việc gì một mình hết. Thì con mới nhận được điện của bạn con. À, bạn của chị nói chị sao? Dạ, bạn của con nói con đó là bỏ đi đi về chỗ chân lòng. Thì con nhận được điện buổi tối, thì sáng sớm con gọi tâm con đi sang bên tre. Thì con dự lễ một ngày đầu tiên thì con đi ra ngoài cổng, nó con bị xỉu, con thấy người mệt lắm. Thì con về thì chị đi lên đây bằng cách nào? Dạ con đi xe buýt ạ. Dạ, thì con về thì ngày hôm sau con đi tiếp, con đi mấy ngày con thấy nó khỏe khỏe, thì cứ ngày nào con cũng đến cho tượng đài, con xin Chúa là cho con thêm đủ sức để con tới dự lễ. Thì con cứ thấy người nó khỏe dần lên, rồi sau này bây giờ thì nó cũng hoàn thiện. Bây giờ con ra đường thì người ta không có biết con bị tai biến. Đối với con người thì không thể. Đối với con người thì không thể. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều không thể. Rồi chị là người đạo Công giáo hay là đạo gì? Dạ, con gốc là đạo Phật ạ. Gốc là đạo Phật, là bây giờ chị là còn bây giờ là đạo gì? Dạ bây giờ con là đạo Công giáo ạ. Tức là chị đã học đạo và theo đạo. Con học ở đây ạ. Học ở đây? Dạ. Theo đạo? Dạ. Hallelujah. À, thưa anh chị em, đây là một người Tân Tòng đã đến đây học giáo lý và đã theo đạo, là một con của Chúa. Chị từ máy Bình Dương, hôm nay chị còn ở đây chị làm chứng cho Chúa. Đây tôi gửi chị tặng chị một cái máy 365 bài giảng nha. Chị đi về gốc là đạo Phật, còn bây giờ là chị đã là người của Chúa, con của Chúa. Chị hãy ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ Vua Nhiễm Nguyên Tội, tặng cho chị cái quạt Đức Mẹ 105 hiện ra tại Fatima mà ngày 13 đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ mỗi tháng nha. Chúa gần cho chị. Rồi.